cho cá đi Dubai. Cho đi Dubai luôn hả? Đúng rồi. Ôi con cá nó bự dét kêu luôn. Ôi cá tuyệt tượng. Ông ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Ôi, hôm nay ông anh vô nhà ông anh cho ông cho con cá tuyệt tượng quá sức rồi. Này. Quá trời. Đây cả nhà. Ôi, ôi, hai bàn tay luôn. Trời ơi, như bắt được mớ ốc bu nữa nè. Quá trời đã luôn. Vậy để mà ốc bắt con cá lên sơ chế món ăn mà cả nhà cùng xem nha. Quá đã. Con cá hai bàn tay xè luôn. Này tối phút ôm ngủ đã. Hụt vịt nè. Đó rồi giờ để ốc mặn con cá này bắt đầu cái làm món gì ăn phút ơi. Quá trời bự rồi. Chiên xù đi. Con cá này chiên chắc 3 lít dầu à. Con cá này chắc cỡ 2 3 kg rồi trên 4 kg. 4 kg à, 4 kg, 4 kg. Nó bự nè. Quá sức rồi. Cá gì bự ít xịt vậy? Cái gì vậy? Bằng số ký phút luôn à. Cái dãy bằng đồng tiền á. À. Cái dãy bằng đồng tiền luôn nè. Bây giờ lấy ra thảy ơi. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Phút ăn khúc nào? Khúc mình. Ủa ăn khúc mình ăn hết con cá luôn rồi. Anh ăn cái đuôi. Ăn cái đầu hay là cái đuôi? Ăn khúc mình là hết cái khúc này luôn á. À. Dữ ha. Như đầy đủ rồi. Như đây im rồi. Vô. Cái mất chín rồi. Cái mất chín ấy. Ăn cha. Chưa. Mới bụp bụp hả? Mới chưa, mình chưa nói gai đó mà làm hết. Hái dứt dứt. Đi mà. Ơi à. Ây da. Ôi cái này chắc ngon. Tuyệt vời luôn. Nó được mấy nải chuối vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 7 mà tới 10 liền. Ây da, mưa. Chạy. Ôi Phúc ơi. Cái chuối này mình cắt vậy nè, mình lấy cái lấy trong này mình nấu canh chua ăn im lắm. Dao này nó chạy đẹp gái dữ trời. Hả Phúc không? À, đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Đẹp hơn chút thôi. Vừa vừa thôi, đẹp tiên. Đó, mình cắt thành phanh vậy mình chẻ vô. Chẻ vô đây nè. Hồi à, mình nấu nguyên, mình ăn nguyên cái trái luôn. Chống lãng phí. Cùi chẻ nhỏ nhỏ ra. Ăn ăn mấy cái cùi nó bùi dữ lắm. Ăn hết nữa cái thì tượng không Phúc? Chắc chắc hết là cũng chưa chắc nha. Rồi con cá nãy dãy ít xịt luôn mà nãy giờ dãy ướt cái áo vô mới được thay được cái áo nè. Bây giờ mình hai đem móc sẽ làm món ăn là cá tuyệt tượng nấu canh chua với cà na nha. Đó. Làm thử trái cho cả nhà mình xem coi ngọt ngay hả? À. Bữa hổm ăn ngọt ngay mà. Bây giờ mình sẽ bỏ cà na vô trước nha, bỏ mấy trái cà na này nè vô nước trước cho nó ra nước chua im lắm, cái hương vị cà na nấu anh chua nó ra cái hương vị rất thơm. Ngọt ve yeah, kêu luôn. Đó cái nguyên liệu mình nêm nếm cái canh chua cà na mình, nó có muối nè, đường. Miền Tây mình ăn đường nhiều lắm nha. Đó. Có bột ngọt nữa, một miếng bột ngọt để họ cho nó ninh cái cà na cho nó thấm. Quá im, cá tuyệt tượng này quá sức rồi, khổng lồ luôn. Ăn thì giờ ăn khúc nào? Ăn khúc mình đi. Khúc mình hả? Đầu để tôi hen. Ừ, chơi chơi vậy. Mắt con cá bự. Đầu bếp trưởng nè. Trời ơi. Đầu bếp siêu nhí. Nay 12 tuổi rồi mà. Ôi con cá kìa, trắng phiếu hen. Cà na. Nó có chưa? Với cá tin tưởng mình cho bá này nè. Wow. Vip đâu bà không coi sao thấy sao coi là thấy ông kia ông lấy đồ đũa ông thọt cho miệng cá này ông xay mấy vòng cái rút ra cái màng này ra heo luôn cái này ra luôn hả? Làm thử
thử thôi, thử thôi. Trời. Rồi sao, xây sao? Xây nè. Ủa? Được không, được không? Nóng xây theo ta. Được không à? Lỏ, xuống bụng luôn rồi. Trời, rút ra tết. Ủa? Đó, ra đôi đũa không. Ôi, coi cái mép nó nè Phúc. Chảy ke rồi. Chảy ke rồi. Cà na nó sôi nó biến màu rồi, qua màu nâu nâu. Nó cho nó hồi nó gã ra, bắt đầu nó ra hồi đó cái độ chua của nó ngon, mùi thơm đã lắm. À, anh nằm kìa, anh nằm ngồi nèo nhà nàng tiên cá vậy. Rồi sôi nè, bỏ cá vô bạn, bỏ vô rồi phút 30 giây là mình xử liền. Ngon lành. Xì mũi rồi. Xịt phần. Rồi xì nước mũi luôn. Ủa còn ke nữa kìa. Cái cà na này mình vô chín á, cái mình dầm sơ sơ ra cho nó ra độ chua. Ôi, không hết anh ơi, hứa thôi anh ơi. Vô vô luôn, vô luôn. Ôi, lạnh. Ôi, cái chảo nó chứa không hết cá luôn cả nhà. Cái chảo bành ski luôn mà chứa nè. Dư ra ngoài luôn. Anh hỏi nó sâu lên vậy. Hồi sâu lên chở qua. Đó, mấy cà na giờ nó mềm, nó gã hết trơn, đã chứ không. Mà hương vị thơm quá, thơm ta. Ừ, thơm ghê á. Thơm hơn me nữa anh. Thơm hơn me. Mốc mình nấu cà na đi. Me ngon quá. Ừ. Đáp chín rồi. Mình bỏ cái chuối này vô nè, ngon nè. Cái này phải bông chuối nè. Nhà phải mấy cọng giá nè. Cái này cái tư tượng ôm chuối. Rồi, Lý, chuẩn bị sực phạt, spy. Chuẩn bị cho cá đi Dubai. Cho đi Dubai luôn hả? Đúng rồi. Ngò vô. Vô ngồi ra cho nó thơm. Nổ sạch tấm ngò của bả luôn mà. Nổ sạch tấm ngò của má em luôn. Thơm quá. Thơm không? Để biết dưỡng à. Rồi, chuẩn bị mình dùng canh chua cà na thôi cả nhà ơi. Quá im. Ủa đâu? Đó. Có cá. Chín nè, chín quá ngọt luôn. Mời cả nhà mình nha. Ôi, cá tự tượng chín nó vàng ôm luôn á. Con mắt nó như quánh xe vậy á. Cả nhà mình coi giả nha, dĩa muối ớt nè. Quá im luôn, chế miếng nước vô đây cho cá lặn cái nước chấm. Trời ơi. Mời cả nhà mình nha. Đó, ăn đi. Ủa, con mắt nó như bánh xe nè. Dữ vậy ta. Chơi mắt liền hả? Đúng rồi. Ừ. Cá hư lên, nhớ nhà này vậy. Ê, nè. Cái hàm răng nó kìa. Hàm răng nó hư. Tôi ăn hô. Quá im. Thịt nó dai. Dai mà nó ngọt. Con cá này ăn kèo nhiều quá chắc nó rụng răng hết trơn. Bông chuối này nó bùi bùi. Bùi bùi nha. Vô như vô miếng ớt ngon. Quá lạ. Cái cà na nó thơm dữ lắm luôn á. Thơm. Nấu cái chảo nấu được có nửa khúc đầu à, còn nửa khúc này nó chín rồi vớt ra ngoài à. Ăn đi nè, vớt thịt nè. Miếng thịt này, dai thịt trâu á. Cho bạn á. Cái chén của bạn cho tấp gập vậy. Cài nha. Ăn nóng nóng này ngon. Như vậy gà na phát phát lên thơm thiệt chứ. Bao bao. Ăn trước nó liền dũng. À, quá đã. Da da nó gì da bò. Da bò. Bắp chuối này ra nó bùi ăn im ta. Có.
Ôi da. Ôi thật chăng. Ngon quá. Chén của anh đó anh Phúc. Xong miếng nữa rồi. Được không? Không không. Chảy đồ nè. Nè. Lấy giá nè. Lấy giá nè, múc vô đây nè, đầu này nè, bắt đầu mình hút đầu này nè. Mũi như mùi mũi ta. À, nó mùi mùi đá thiệt. Quên đi. Ta càng ly. À. Mùi đá thiệt chứ. Lem lem lem. Thơm. Đây. Cá đó, đó. Chén gì gấp vô chén không thấy được màu vậy. Bốc quá sạch luôn á. Ăn trên bếp vậy nóng ngon lắm. Nó ngậm trái cà na như ngậm chân trâu vậy ha. Phúc. Rồi. Tự nhiên nó ngậm được trái cà na luôn rồi. Ôi, ôi, thịt nó dai nè. Qua nhà mình đó nha. Ơm à. Vô cá đi, vô cá đi. Ừ, đã quá. Cá tượng nấu này ngọt ghê ta. Cay chua nè. Cay chua là chua cay. Nè có chát. Cái này nó bùi bùi à. Ừ. Cái xương này như tâm xí găng vậy á. Để dành à. Ăn miếng da rồi. Giá gì luôn. Gì mất luôn á. Đó đó. Ừ. Ừ. Rồi da nãy dạng nè. Đây ha, các bạn á. Cắn luôn. Dứt lên, mở nhà đi. Mở nhà nè. Im lắm. Bùi bùi. Bữa nào cái nhà mình thử trải nghiệm nấu canh chua cà na nhóc nha. Ăn im lắm. Món ăn bùi bùi đó lắm. Mở cái nhà nha. Cà na mình nấu rồi mình ăn luôn. Để các bạn trái cà na luôn nha, thấm vô ảnh hưởng vị đường nó muối vô thấm. Nó như như gì cà na là làm mứt vậy. Quá đã. Thôi để up các clip tại đây cả nhà. Cả nhà nhớ like và đăng ký để ủng hộ anh em up có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha.